sớm bước lên con thuyền bát nhà. Cánh ba mười sáu rõ ràng nhâm dần mẹ mới hạ sát tại tiền. Nhìn xem con kẻ tham phiền mẹ ngồi tiên cầm sống yên tâm lòng. Khuyên con chớ nghĩ diễn dân con lo học đạo dạy trong bạn hiền. Mẹ giao cho con đổ em chỉ coi miền lao đao, dầu ai chế nhạo thế nào, gần đây mẹ lập hội nơi tiên tàu. Mẹ khuyên nam nữ nơi nào, trần gian ngạo nghệ đài cao chẳng màng. Khi ba mẹ mở hai đàn, đàn đi tiên cảnh đàn sang một hình. Cầm cân tạo quá công bình, mẹ cho con rõ phân minh hai đàn. Con hiền mẹ rước lên thuyền, còn ai không nghĩ xa đàn cầm lưng. Đây cho con trẻ biết chừng tránh người tà mê bước chân lên thuyền. Mẹ thương mẹ mới chỉ tiền, mẹ lửa con thảo cầm tiên đêm về. Mẹ nghe theo mẹ một bề, ngày sau con nặng nàng quê an nhàn. Nghe chi ở cõi trần gian, miệng lành lưỡi môi phàn nàn uổng công. Ngày nay mẹ lập mấy rồng, con hiền của mẹ chăm công rõ ràng. Ai mà ăn ở nghênh ngang, ngày sau phải chịu chớ rằng quả phúc vô bôn, đáo đầu rồi phải xác hồn tiêu tai. Ngày nay mẹ chỉ hai đàn, đàn tà nẻo chăm đi rõ ràng. Con xem, con nên nhìn thẳng ngọn đèn, con nào hiền mẹ khiến cõi nhàn. Xâm ra tình thất minh duyên, con nào thương mẹ bước sang lên thuyền. Hòn con về cõi thượng tiên, ngày kia con mẹ cõi tiên tao phồn. Trần gian nhiều kẻ dây dòng, họ khi môi đạo khắp cùng thế gian.
nào hổ tâm y con chăm mi học hành. Hiện giờ con gặp mẹ lành, con nên bỏ chữ trăm danh cõi trần. Mẹ lo cho trẻ trọn phần, con nao rạo bước đua chân lên thuyền. Quỳnh Nhung còn nhớ có phiền, con lo học đạo cõi tiên cho rằng. Đó người màu bán hiền lành, theo con đặng có học hành đạo cao. Rồi đây em chỉ một màu, con lo độ thay thấp cao làm gì. Rồi đây đến chuyện ly bề, con dành hai chữ từ bi nơi lòng. Chữ tu phải giữ cho đồng, con lo độ thế khỏi dòng lửa than. Mẹ giáo con một chiếc thuyền, con lo độ gian hội này. Mau mau chớ có thể chạy, ngồi trên tiên cầm lòng đây mẹ chờ. Thấy con lòng giá con thơ, nghe lời tà mị ô ơ tu hành. Ngày nay con nghe theo mẹ cõi thanh an nhàn, khổ tâm mới gặp được hoàn. Đời người khó gặp một đàn chánh minh, vì con hiếu thảo trọn tình. Mẹ đây chỉ dẫn phân minh con đường. Con ơi tình đi tất là đường, dạ con ở lại Tây Phương mẹ ngồi. Lệnh mẹ dặn con đã mấy lời, biết mình đạo mình trẻ thành thơi. Mặc kẻ thương tình ai khiếm nhẹ, phải coi đến chỗ để nên lời. Quệ Nhẫn xin kính chào quý nam nữ Phật tử, quý vị mạnh thường quân, quý ân nhân đang xem trực tiếp live stream từ đạo tràng chùa Minh Duyên Quệ Nhẫn, thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm âm lịch Nhâm Dần, nhằm ngày 23 tháng 10 năm 2022. Kính thưa quý liệt vị, thay mặt đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhẫn, điện Tam Tòa Thánh Mẫu xin được thành kính tri ân quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa đã hồng phước sửa sang trang nghiêm điện Tam Tòa Thánh Mẫu vì sự cố chập điện. Đến hôm nay là ngày 29 tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần, chúng tôi có nhận của Phật tử Thiện Minh, tức vợ chồng anh bà con cậu Năm, gia đình chú Chính, em Phật tử Thiện Ân, Phật tử Thiện Pháp Diệu Gấm, Nguyễn Khoa Nam, Nguyễn Thanh Lộc, con của Phật tử Thiện Duyên, Trần Văn Thắng và nhóm Phật tử của cô Liên, Chợ Gạo, Tiền Giang, gồm có Phật tử Nguyễn Thị Kiểu, Trần Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Chính, Đặng Văn Phước,
Thái Văn Hồng, Quỳnh Thị Râm, Nguyễn Thị Bích Liên, Nguyễn Thành Đạt con cô Liên, Nguyễn Thành Lợi con cô Liên, Nguyễn Thị Quỳnh Anh con cô Liên, Võ Văn Dương, Hồ Thị Hồng Vân, Võ Thị Kim Cương, Nguyễn Thị Thùy Trinh. Phạm Thị Diễm Trang, Nguyễn Thị Kính, Nguyễn Thị Huyền, Đào Kim Hồng, Đinh Thị Ngọc Nga, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Thùy, Nguyễn Thị Phương Linh, Tống Thị Bảnh, Cao Thị Mộng Châu. Xin được tri ân quý Phật tử do Phật tử Huệ Châu hướng dẫn, cũng như cô Liên ở chợ gạo. Cầu chúc cho quý vị thật nhiều phước báo, an lạc, bình an, khỏe mạnh, tam tòa thánh mẫu luôn gia hộ cho quý vị. Nhâm Dần hoàng khai đại đạo, mẹ lửa con tâm ni thảo tâm hiền, kỳ đầu mẹ mở đạo tiên tìm con tâm đạo cội tiên đem về, đợi cùng mẹ mới hậu kề đạo tiên mẹ dạy chớ hề nghĩ anh ơi. Vậy mau mẹ cứu cho đời, thấy con hiền thảo chơi vơi giữa dòng, nhìn con mà mẹ đồng lòng, gần đây tạo quá xây dần bớ con, thương con tâm trí hao mòn, mẹ khai đạo chính cứu con kịp kề. Con ơi con ráng dậy thầy, kỳ ba mẹ mở hội thi đạo màu. Con ơi mối đạo cao sâu, ráng theo huệ nhận học câu đạo lành, rèn tâm giữ đạo cho thành. Mẹ đây hết giả đồ nhân con hiền, bài ra tình thân minh duyên, ngày nay con gặp phước hiền cho con. Con hiền lâm nạn thoáng vô, hoàng khai mối đạo cho mỗi đạo
châu dạy thuyền, dạy con tâm mà tâm cho hiền, trần gian cho mẹ là điên trên đời. Tí công của mẹ dạy thời, muốn cho con trẻ giữa dời linh đinh, nghĩ suy không lẽ đoạn tình. Mẹ khai mối đạo bạch minh chỉ rằng, chữ tu cố gắng mới thành, ráng làm cho trọn thân danh bia đòn. Tu sao cho nhẹ linh hồn, tu sao đổ rồi tự tôn mới màu. Chữ tu con giữ làm đầu, vì thương con dạy âu sầu thiết tha. Khuyên con gắn trí vậy mà, đường tiên nẻo Phật đâu xa con buồn. Ráng cầu cho đặng qua chuông, ngày sau hội hiệp vuông tròn chỉ em. Kêu con sao cứ ngủ mềm, làm sao mẹ cố mẹ đem con về. Cuộc đời lắm má nội tham thế, tham chi cảnh khổ sống mê thắm sâu. Mạc kim đau đầu dai trả, con ráng lo cho thông thả linh hồn. Làm sao cho khỏi dập dồn, làm sao cho đặng linh hồn thành thơi. Rồi đây con thấy cuộc đời, không lo thì phải nổi trôi giữa dòng. Tu sao cho nặng một lòng, ráng sao em chỉ chung phòng mẹ vui. Chừng đó mới hết ngắm ngồi, ngồi trên tiên cầm mẹ vui con hiền. Con mau để bước lên thuyền, rồi đây mẹ rước cánh tiên đem về. Coi trần là chỗ tham thế, sao bằng tiếng cầm là quê hương nhà. Thấy con có đứa thật thà, mẹ không nghi nợ để con xa ngục hình. Chữ tu con khá giữ gìn, con tròn bổn phận thiên đình con lên. Con nên gắn chi cho bền, chân không thì đành giữa bên Phật tiền. Mẹ thương mẹ mở đạo truyền, lời tiên biến Phật mẹ khuyên con lành. Hễ tu thì phải có hành, con hành chẳng đặng khỏi thanh khó về. Vì thương con dạy thảm thế, mẹ nhìn con thảo càng trễ dập châu.
chiều thở than đêm ngày. Hiện giờ đạo mẹ vừa khai, dẫn con cho khỏi trong gai hội này. Mẹ về trên trước đài mây, dạ con ở lại lầu Tây mẹ ngồi. Ngồi thiền mẹ đợi kẻ sáng chân, khổ hạnh khuyên con chớ giả sờn. Xâm nghiệp trần gian còn phải khổ, lửa là nghĩ tưởng lại vòng sân. Quý vị đang nghe trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Nguyên, Huệ Nhận, vùng núi Vĩnh, đất Phật, Bà Rịa, Vũng Tàu. Hôm nay ngày 29 tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần. Kính thưa quý liệt vị, vừa rồi ngày 25 tháng 9 âm lịch Nhâm Dần, tại điện Tam Tọa Thánh Mẫu chùa Minh Nguyên chập điện, cho nên có một cơn quả hoàng. Nhân dịp này cũng để trùng tu lại ngôi điện Tam Tọa Thánh Mẫu, sửa sang y áo mão và trang hoàng nơi thờ phượng điện Tam Tọa Thánh Mẫu. Trong ba ngày qua, chúng tôi nhận được sự hùng phước chia sẻ và thăm hỏi của toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa, quý vị ân nhân, quý vị quan khách quý đã hương tưởng đến chùa Minh Nguyên, Huệ Nhận và điện Tam Tòa Thánh Mẫu. Quý vị đã hùng phước, tuy nhiên vì sự tế nhị, chúng tôi xin được nêu danh để tri ân quý vị. Còn về phần tịnh tài và phương danh của quý vị sẽ được trang trí ghi lại nơi điện Tam Tòa Thánh Mẫu chùa Minh Nguyên để làm lưu niệm. Kính thưa quý vị, và sau đây là phương danh của quý vị đóng góp trong 3 ngày qua mà đạo tràng chùa Minh Nguyên chúng tôi đã hoan hỷ thọ nhận. Xin được thành kính tri ân đặc biệt đến Ni Sư Thích Nữ Thông Khánh và Phật tử đạo tràng chùa Minh Đức Khánh Hòa. Xin được tri ân Phật tử Tâm Phúc chùa Minh Đức Khánh Hòa. Xin được tri ân Võ Văn Long. Xin được tri ân Nguyễn Ngọc Liễu. Xin được tri ân Thầy Hai Em Nhất Pháp Danh Minh Nhân, cô Hai Ngọc Minh Nghĩa, cô Kim Ngân, cô Phượng Bà Rịa, cô Yến Bà Rịa, Nguyễn Thọ, Trịnh Tiền, Hoài Thanh, Ngọc Bích Thắng Lê, Phan Thiết, Phan Thị Tiết Nhung, Phùng Lê Khánh Vi, Trần Thị Mỹ Văn, bà con Phật tử Cần Đước Long An. Và sau đây là danh sách của gia đình Phật tử Thiện Ân Diệu Trầm đã vận động. Trong đó, gia đình Phật tử Thiện Ân Diệu Trầm, vợ chồng Phật tử Minh Hậu Huệ Châu, vợ chồng Tài con cậu Năm, vợ chồng Phước con cậu Năm, cô Huệ Thông, Phật tử Diệu Nghĩa, Phật tử Thiện Duyên, Phật tử Diệu Thắng, Phật tử Diệu Lưu, cô Phụng, Phật tử Diệu Linh, Phật tử Diệu Tâm mẹ của Ti Gơ, cô Hiền, Phật tử Diệu Thuần, chú Bảy, Ánh Ngọc và mẹ, chú Ba Đôi, cô Diệu Tụ, Phật tử Diệu Như, Phật tử Diệu Tám, gia đình cô Thủy, Nguyễn Văn Lên, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Thị Hồng Liên, Nguyễn Thị Liễn, Bùi Văn Dúc, gia đình bà Mười Pháp Danh Huệ Tưởng, Thiện Pháp, Lê Thị Anh Mỹ, Lê Thị Kiều My, Nguyễn Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Ra, cháu nhất, Phật tử Diệu Thần, vận động
cầu siêu cho Linh Trần Thị Đính, 76 tuổi, mất ngày 17 tháng 6. Xin được tri ân gia đình Lê Thị Phương, Trần Thị Bạch Lo, Nguyễn Quốc Tuấn. Phật tử Thiện Minh, tức là vợ chồng anh Bờ, con cậu Năm, gia đình chú Chính, em của Phật tử Thiện Ân. Phật tử Thiện Phát, Diệu Ngắm, em của Phật tử Diệu Trầm. Nguyễn Khoa Nam, Nguyễn Thanh Lộc, con của Phật tử Thiện Duyên, Trần Văn Thắng. Và sau đây là danh sách của cô Liên Chợ Gạo Tiền Giang, gồm có Phật tử Nguyễn Thị Kiểu, Trần Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Chính, Đặng Văn Phước, Thái Văn Hồng, Quỳnh Thị Đâm, Nguyễn Thị Bích Liên, Nguyễn Thành Đạt con cô Liên, Nguyễn Thành Lợi con cô Liên, Nguyễn Thị Quỳnh Anh con cô Liên, Võ Văn Vương, Hồ Thị Hồng Vân, Võ Thị Kim Cương, Nguyễn Thị Thùy Trinh, Phạm Thị Diễm Trang, Nguyễn Thị Kính, Nguyễn Thị Quyền, Đào Kim Hùng, Đinh Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Thùy, Nguyễn Thị Phương Linh, Tống Thị Bạch, Cao Thị Mộng Châu. Bên cạnh đó còn có một số Phật tử xin được dấu tên là các mạnh thường quân, quý vị ân nhân của đạo tràng chùa Minh Viên, như Phật tử Diệu Tầm ở Nhân Ninh, Tân Thành, Long An. Xin được thành kính tri ân và tán dương công đức vô cùng to lớn của toàn thể quý liệt vị. Nguyện cầu mười phương tam bảo khí thiên sông núi, nguyện cầu tam tòa thánh mẫu của phẩm lệnh bà các cung các cõi gia hộ cho toàn thể quý vị thật là nhiều phước báo, luôn luôn an lạc chánh hào quang của chư Phật thường che chở cho quý liệt vị. Sở nguyện sở cầu luôn được thành tựu, vạn sự đắc thành như ý nguyện. Và nguyện công trình sửa sang của điện tam tòa thánh mẫu sớm được hoàn thiện, hoàn thành trong sự mơ ước của quý vị. Nguyện nhận rất ấm lòng và đem niềm vui này xin được chia sẻ cùng quý vị. Dần dần nơi đạo tràng của chúng ta đã được trang nghiêm, đó là sự trợ duyên phát tâm của toàn thể quý vị. Một lần nữa kính chúc quý vị có một đêm ngon giấc và luôn luôn an lạc trong cuộc sống này. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Phát Đài Chứng Minh.